giờ sau đây xin xem lại giúp em. Đợt này cái bộ còi ngân tiếng nó hơi nhỏ. Đây, đợt mới nè, là trên ký hiệu có sơn màu có sẵn. Đây. Và bộ này kêu rất là nhỏ ha. Còn bộ này là đợt cũ nè, đợt cũ là không có ký hiệu gì sơn màu trên những cái rắc này cả nha. Đây, mình xin test cái bộ này là bộ đợt cũ nha, kêu rất là to. Kêu không có bằng đợt cũ, nó kêu khá bé.